Rồi, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh YouTube của em nhé. Chào mọi người đã đăng ký kênh và theo dõi nhé. Nay thì em gói hàng chiếc đầu bơm Văn Thể 3 này gửi cho anh khách ở Hà Giang. Thì nay em lại quay luôn cho các bác và giải thích thêm cho các bác cách lựa chọn động cơ để cho phù hợp cho các dòng Văn Thể này. Đấy, hai chiếc Văn Thể này, một chiếc Văn Thể 3, một chiếc Văn Thể 4. Đều là đời mới 2020 mọi người nhé, cánh bảy lá đời mới này. Con này tháng sản xuất tháng 11 năm 2020 này. Con này tháng 8 2020. Để cánh bảy lá nha mọi người. Bảy cánh. Cái dòng Văn Thể bảy cạnh này, dòng Văn Thể trong đó có Văn Thể 3, Văn Thể 4. Đây là chiếc Văn Thể 5 nha mọi người. Đang đóng gói hàng đây. Đại bây giờ mình chỉ bày ra đây là hai chiếc Văn Thể 3, Văn Thể 4. Theo công suất của nó thì Văn Thể 4 này nó sẽ khỏe hơn Văn Thể 3. Và Văn Thể 5 thì nó khỏe hơn Văn Thể 4 và Văn Thể 6 lại khỏe hơn Văn Thể 5. Nhưng một điều mình nói để mọi người lưu ý, để mọi người lựa chọn động cơ cho phù hợp này. Tức là bây giờ mình lấy ví dụ hai chiếc sen bơm này. Một chiếc Văn Thể 4 và một chiếc Văn Thể 3, mà động cơ của mọi người kéo một chiếc Văn Thể 3 này mà nó đạt được vòng quay nhá. Nó đạt được vòng quay vòng tua từ 3.500, 3.400 đến 3.500. Thì nước nó đẩy lên đồi cao và nó đẩy đi xa. Nó sẽ khỏe hơn nhiều khi động cơ của mọi người cố gắng để chạy lên cái chiếc Văn Thể 4 này nhưng mà nó chỉ đạt được tua 3.000 đến 3.200 nha mọi người nhé. Mọi người lưu ý. Tức là hai con sên này, công suất của thằng 4 này nó sẽ mạnh hơn thằng 3. Khi mà nó chạy ở cùng cùng vòng tua nhé mọi người, cùng cái vòng quay, tốc độ vòng quay này nha mọi người. Ví dụ hai con này nó chạy đều tua 3.400 thì thằng Văn Thể 4 này nó sẽ đẩy cao và đẩy xa và lưu lượng nước nó đều lớn hơn ở thằng Văn Thể 3 này. Khi động cơ của mọi người đạt vòng tua thì là như vậy, nhưng mà mọi người lựa chọn động cơ làm sao cho phù hợp nhé. Như chiếc Văn Thể 3 này thì nhà sản xuất có đề động cơ từ 9 cho đến 12 ngựa. Nhưng đối với đầu nổ thì muốn chạy khỏe chiếc Văn Thể 3 này ấy, thì cần đầu đầu nổ từ 15 ngựa trở lên mọi người nhé. Vì với địa hình nha mọi người. Mọi người đẩy đồi lên đồi cao, đẩy đi xa, đẩy lên đồi thì chủ yếu là hai cái dòng này thôi nha mọi người nhé. Hai dòng chủ đạo của thằng Văn Thể đấy nhé. Còn đối với mọi người cứ lên máy lớn, ví dụ các mọi người có máy D28 thì mọi người chạy cái Văn Thể 4 này đẩy lên đồi cao nhiều khi khỏe hơn cái Văn Thể 6, Văn Thể 7, mọi người lưu ý nhé. Nó nhẹ máy thì máy nó sẽ chạy trơn tru hơn. Mọi người tăng được cái bu li máy lên rất là nhiều luôn. Thì một vòng quay máy thì nó có thể quay được 2,5 vòng, 3 vòng bơm này. Mọi người biết là hiệu suất nó sẽ giảm được cái được mức tiêu hao nhiên liệu cho mọi người lựa lựa chọn động cơ làm sao cho nó phù hợp, chứ không phải là cứ ghi theo nhà sản xuất này. Mình đã ra rất nhiều video để hướng dẫn mọi người cách sử dụng rồi. Động cơ nhà sản xuất ghi là con Văn Thể 3 này từ 9 ngựa, tức là máy D9, D10 đến D12 là chạy được nhá mọi người. Nhưng mà để đẩy đi xa, đẩy đến đồi thì cao chênh lệch khoảng 340 35 40 độ, 50 độ mà đẩy xa khoảng 500 700 mét thì cái máy đó, động cơ nó thì không đẩy đâu nhá. Nhưng mà cái Văn Thể 3 này mọi người lắp vào động cơ D22 D24 thì nó lại có thể đẩy được với độ cao và chiều xa và chiều dài như vậy nhé. Đây là hai cái dòng này này, ở địa phương em là bán là chạy nhất là chỉ có hai dòng này, nó chuyên đẩy đồi mọi người, đẩy đồi dốc. Mọi người cần có động cơ lớn thì mọi người chạy bơm lớn làm sao đạt cái vòng tua. Bây giờ cố chạy lên một con D24 mà cố chạy lên Văn Thể 5 mà cái tốc vòng quay cho bơm này không đạt tua thì không thể bằng chạy thằng Văn Thể 4 này được. Chạy vừa nhẹ máy vừa lợi dầu trong tiết kiệm nhiên liệu cho mọi người. Văn Thể 3 này thì mọi người sử dụng motor điện thì có sử dụng motor tua 1.400 là từ 7,5 kg là chạy được rồi. 7,5 kg là chạy được cả hai cái dòng bơm này luôn. Nhưng mà để chạy khỏe được con Văn Thể 4 này để đẩy đồi cao á, thì mọi người cần motor từ 10 kW trở lên nhé. 10 11 kW tức là 15 ngựa. Thì đẩy sẽ ok hơn. Tức là máy càng lớn thì càng tốt. Càng lớn thì máy lớn thì nó mới tăng được nhiều vòng tua cho bơm. Nhưng máy nhỏ thì mọi người tất nhiên là mọi người chạy tua cái bơm này thì mọi người
chạy tour 1.000 2.000 là cũng chạy được bình thường rồi. Với dòng van thể này và các dòng bơm nén thì nó cần vòng tua rất là cao. Thì mọi người sử dụng bây giờ cái cho đầu nổ hoặc motor điện thì mọi người cần sử dụng cái bu-ly này, là bu-ly đường kính lớn cho mọi người nhé, để sử dụng tăng vòng tua vòng vòng quay cho máy bơm đi. Ở miền Bắc thì mọi người gọi cái bu-ly này là bu-ly tăng tốc, mọi người cần bu-ly lớn để làm sao một vòng mà máy thì được nhiều vòng bơm này thì nó sẽ khỏe. Đa số khi các mọi người ráp cho máy thì mọi người ráp xin bơm và bu-ly cho máy với đường kính từ 25 cho đến 30 tùy động cơ và tùy mọi người đẩy đồi dốc, đẩy xa, đẩy gần. Mọi người đẩy gần thì nó nhẹ máy thì mọi người có thể lên bu-ly lớn hơn, bu-ly 30 ví dụ, cho một con máy máy D20 thì kéo van thể 4 này có thể lên được, chạy đất đồng bằng chạy gần thì có thể lên được bu-ly 30 thì nó này, để cho nên mọi người thì nổ ga đăng ti sạch 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 là nó đủ tua, là nó đủ nước thôi. Còn khi mọi người đẩy lên đồi cao, đẩy lên đồi dốc thì mọi người phải mình căn cái bu-ly làm sao để xuống cho nó nhẹ máy nhé mọi người. Cho nên mọi người muốn đi bu-ly to thì phải xuống bơm, tức là đẩy đồi cao á, thì mọi người tăng công suất máy nhưng mà giảm công suất bơm lên. Nên hai con này là chủ đạo đẩy đồi cao này mọi người. Đấy, anh em nào sử dụng rồi thì biết, còn mọi người là mới sử dụng thì có thể vào xem video của em lựa chọn động cơ cho nó phù hợp. Bên em bán hàng rất là nhiều năm rồi nhưng mà chỉ bán đến dòng van thể 5 thôi nha mọi người. Còn những dòng công suất lớn hơn thì hầu như là không có người sử dụng máy, tại vì đất vùng của em là vùng đất đồi núi nên vùng người ta sử dụng nhiều thì em sẽ nhập về em bán. Còn dòng nào mà khó bán thì em sẽ, mọi người hỏi không thì bên em không có thì mọi người thông cảm nhé. Đây em kết thúc video ở đây nhé, mọi người có nhu cầu liên hệ.